xin chào tất cả các bạn đang xem video trực tiếp. Thì đây là lớp học buổi tối 24/6, thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ tại sân tennis K99, hẻm 158, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là lớp học nâng cao đang tập bắt lưới Simat. Thank you.